Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây gặp gỡ bà Trương Thị Tám, nữ du kích Hoàng Ngân ở xã Đông Kết huyện Quai Châu, tỉnh Hưng Yên, 6 lần được gặp Bác Hồ. Hà Nam để mạnh việc học tập và làm theo lời Bác. Hộ cận nghèo và câu chuyện thẻ bảo hiểm y tế khi giá dịch vụ y tế tăng cao tại Hải Dương. Huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định quan tâm đến bảo vệ môi trường trong chăn nuôi. Khó khăn trong quản lý thị trường rượu ở Thái Bình. Bóng chuyển hơi, nhộn nhịp sân chơi mọi lứa tuổi ở Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, là mô hình thí điểm gia đình ông bà Trương Văn Doãn tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên trồng măng tây bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao. Tháng 9 năm 2015, gia đình ông bà Trương Văn Doãn đã triển khai trồng măng tây với quy mô 1 hecta được ngân sách tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, trong đó 100 triệu là không hoàn lại. Sau hơn một năm, cây trồng đã cho thu hoạch với đặc thù thời gian thu hoạch 8 tháng trong năm, đến ngay trong năm đầu sản lượng măng đạt 10 tấn với giá bán cho doanh nghiệp từ 50 đến 70.000 đồng một kg, trừ chi phí, người trồng thu lãi 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Qua trao đổi được biết, cây măng Tây có sức chống chịu tốt với sâu bệnh. Tuy vậy, các khâu chăm sóc hầu hết làm thủ công, đặc biệt ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phải bón nhiều phân hữu cơ, do đó đòi hỏi nhân công lao động cao. Trước nguy cơ thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường, khó kiểm soát chất lượng sản phẩm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân, thì sự xuất hiện của những sản phẩm sạch an toàn có nguồn gốc hữu cơ của hợp tác xã rau hữu cơ Kinh Bắc ở thôn Trà Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lại phần nào làm an lòng những người tiêu dùng vì chất lượng và độ an toàn cao với quy trình sản xuất tuân thủ nguyên tắc vàng năm không dùng phân bón hóa học không sử dụng thuốc trừ sâu độc hại không có chất biến đổi gen không chất kích thích sinh trường và không sử dụng thuốc diệt cỏ nên thân thiện với môi trường đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng đây không chỉ đơn thuần là mô hình sản xuất mới mà hợp tác xã ra đời còn là kết quả sau nhiều năm chăn trở của những con em địa phương mong muốn tìm hướng phát triển mới trên chính đồng đất quê hương và với mục tiêu hướng tới cộng đồng với tổng diện tích khoảng 1,4 ha, hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ Kinh Bắc hiện có 15 xã viên là nông dân địa phương tích cực tham gia vào mô hình sản xuất. Dù mới triển khai nhưng với cách sản xuất quay về phương pháp canh nông cũ trên cơ sở tự nhiên, mùa nào thức nấy đảm bảo chất lượng nguồn gốc, các sản phẩm của hợp tác xã đã được một doanh nghiệp chuyên cung cấp rau hữu cơ nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm rau của đơn vị để cung ứng cho thị trường tại Hà Nội. Tuy nhiên, mong muốn của lãnh đạo hợp tác xã không chỉ dừng lại ở mô hình nhỏ mà là phổ biến nhân rộng tại các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trở về sau chiến tranh nhiều cựu chiến binh lại tiên phong đi đầu trên mặt trận xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huấn ở xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là một trong những điển hình như thế. Sau 11 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Nguyễn Văn Huấn trở về quê hương. Sau nhiều đêm chăn trở, ông Huấn mạnh dạn chuyển đổi diện tích cơ bản của gia đình nhận lấy vùng úng trũng để cải tạo phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Rời quân ngũ về thì lúc nào cũng có cái, 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 cái suy nghĩ và trăn trở bởi vì điều kiện trong gia đình mà nó quá khó khăn. xuất phát từ cái người lính mà rời khỏi quân ngũ về thì cũng lúc nào cũng muốn mình muốn phát huy được cái truyền thống hai nữa là giải quyết làm sao cho cái kinh tế cho gia đình nó ổn. Lấy ngắn nuôi dài, ông Huấn tích góp vốn liếng đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi. Cho đến nay, trang trại của gia đình ông thường xuyên duy trì 200 vịt đẻ, trên 1.000 vịt sáo, 500 đến 800 con gà, 70 đến 80 lợn thịt. Mỗi năm trừ chi phí thu lãi cả trăm triệu đồng. Đó là chưa kể lợi nhuận từ năm xào ao cá truyền thống và đại lý cấp 1 kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Gần 70 tuổi, ông Huấn vẫn say sưa làm kinh tế. Đây cũng là cách để ông giáo dục nhân cách, tình yêu lao động cho con cháu. Thượng Hòa là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Thu nhập của người dân trên địa bàn xã chủ yếu từ nông nghiệp. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Một trong những giải pháp mà Thượng Hòa chú trọng đầu tiên là tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi cho bà con nông dân, chuyển đổi 200 ha diện tích đất trũng kém hiệu quả sang mô hình một cá, một lúa, đồng thời khuyến khích các hộ dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại. Song song với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, Thượng Hòa còn tập trung chỉ đạo phát triển mạnh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để tạo bước đột phá trong thực hiện tiêu chí thu nhập Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận thị trường, chỉ đạo các hội đoàn thể hỗ trợ tạo điều kiện để các hộ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi nhanh chóng, có chính sách phù hợp để các tập thể cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất, phối hợp sản xuất lớp đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động. Có thể nói, với những kết quả đạt được đã có phần quan trọng để thượng hòa dần tiến đến hoàn thành tiêu chí thu nhập một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất trong 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chăn nuôi an toàn đang là xu hướng được nhiều hộ đông dân lựa chọn và áp dụng bởi lợi ích thiết thực mà nó mang lại cho gia đình và cộng đồng đây cũng là mô hình được hội đông dân các cấp trên địa bàn tỉnh hà nam làm điểm và nhân ra diện rộng nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại của phương thức chăn nuôi truyền thống công nghiệp trước tình trạng chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường dịch bệnh xảy ra những mô hình chăn nuôi an toàn đã và đang được các cấp hội nông dân tuyên truyền khuyến khích thực hiện tại tất cả các địa bàn dân cư lợi ích đem lại khá lớn đó là đem lại nhận thức của người nông dân trong chăn nuôi an toàn thông qua việc lựa chọn nguồn thức ăn từ nguyên liệu tự nhiên nguồn nước uống đảm bảo vệ sinh phòng bệnh đúng cách và xử lý chất thải chăn nuôi hạn chế gây ô nhiễm môi trường từ những mô hình điểm hiện nay tỉnh hà nam đã và đang duy trì hàng trăm mô hình chăn nuôi an toàn quy mô vừa và nhỏ tại tất cả các xã phường trên thực tế chăn nuôi an toàn đã đáp ứng được các tiêu chí tổng hợp về thu nhập chất lượng sản phẩm an toàn thân thiện hơn với môi trường hơn thế nữa việc tận dụng lợi thế từ các làng nghề nông nghiệp như nấu rượu làm đậu sẽ có phần thúc đẩy hình thức chăn nuôi này Tuy nhiên, điều mà người dân mong muốn là có cơ chế khuyến khích bảo hộ cho sản phẩm khi đã được kiểm soát, công nhận đủ tiêu chuẩn an toàn để người dân có thêm động lực duy trì và nhân rộng mô hình. Trong phát triển chăn nuôi, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định luôn quan tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng huyện nông thôn mới bền vững. Một trong những giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh và xử lý triệt đề vệ sinh môi trường trong chăn nuôi mà Hải Hậu thực hiện – đó là phát triển vùng chăn nuôi tập trung, khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi trang trại ra trại để từng bước thay thế giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, nâng cao năng suất chất lượng và tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, các xã thị trấn đã quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, vừa tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu mở rộng diện tích trang trại, vừa tiện cho quy hoạch hệ thống xử lý nước thải trong chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đến nay, huyện Hải Hậu đã xây dựng quy hoạch các điểm giết mổ gia súc gia cầm tập trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, tại xã Tân Hồng, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hiện nay, vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, xen lẫn trong các khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù tác động tới đời sống nhiều người, nhưng việc xử lý vấn đề này vẫn còn nan giải. Đây là hình ảnh được ghi lại tại cánh đồng đầu thôn tuyển cử xã Tân Hồng huyện Bình Giang. Tại đây, nước trong hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất đặc quánh một màu đen kịt, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Nguyên nhân của tình trạng này là do toàn bộ nước thải chăn nuôi của một số hộ trong thôn đều đổ ra kênh, trong đó lượng nước thải lớn nhất là từ chăn nuôi lợn. Không chỉ khiến hệ thống nước tưới tiêu bị ô nhiễm mà việc xả thải của các hộ chăn nuôi làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Theo phản ánh của ông Dương Văn Lanh, trưởng thôn tuyển cử, mặc dù nhiều lần địa phương đã mời các hộ chăn nuôi gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường để nhắc nhở xử lý, thậm chí còn hỗ trợ các hộ làm đường ống để tiêu thoát nước thải chăn nuôi hợp vệ sinh, nhưng các hộ vẫn tiếp tục xả thải ra môi trường. Theo điều 69 Luật Bảo vệ môi trường quy định, trùng trại chăn nuôi phải bảo đảm vệ sinh môi trường đối với khu dân cư, phải thu gom xử lý nước thải, chất thải theo quy định về quản lý chất thải. Trung trại phải được vệ sinh định kỳ trước những bức xúc của người dân, chính quyền xã Tân Hồng cần có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng vừa nêu, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế hộ gia đình và vấn đề bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Hồ đã đi xa chúng ta gần nửa thế kỷ, nhưng những ai đã vinh dự từng được gặp Bác thì kỷ niệm ấy vẫn không bao giờ có thể nào quên. Mỗi người một câu chuyện, một kỷ niệm về bác khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tình cảm về vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của dân tộc. Một con người hết sức giản dị, gần gũi, mà rất đỗi cao quý, thiêng liêng. Bà Trương Thị Tám, nữ du kích Hoàng Ngân ở xã Đông Kết, nguyên là hội trưởng hội phụ nữ huyện Khoai Châu, tỉnh Hương Yên, cũng là người vinh dự nhiều lần được gặp bác. Thời gian trôi qua, bà Trương Thị Tám đã 85 tuổi, sức khỏe không còn được như trước. Nhưng trong tâm trí của bà, những câu chuyện, những lần được gặp Bác Hồ vẫn chỉ như vừa mới diễn ra là nữ du kích Hoàng Ngân tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1953 có nhiều thành tích nổi tiếng trong phong trào đòn gánh đánh Tây và tích cực tham gia công tác ở địa phương. Bà tám đã vinh dự được gặp Bác Hồ tới 6 lần, trong đó có 5 lần gặp Bác khi tham gia vào đội duyệt binh biểu dương lực lượng tại thủ đô Hà Nội và một lần được chụp ảnh với Bác tại hội nghị xây dựng Đảng toàn quốc vào tháng 1 năm 1966. Lần nào gặp Bác cũng để lại cho bà ấn tượng sâu sắc. Tôi ấy thì gặp được cụ 6 lần. Nhưng mà ấn tượng nhất là ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1955 là tôi đi duyệt binh. Là gặp uh, sau khi duyệt binh ấy thì lúc bấy giờ là hội trường thì đông lắm. Nhưng mà đồng chí Đàm Quang Trung ấy là đại trưởng, tư lệnh trưởng ở cái đoàn duyệt binh ấy thì đồng chí ra đồng chí bảo là cô hôm nay chuẩn bị lên phát biểu. Thế thì tôi bảo tôi ít tuổi nên tôi biết thế nào tôi nói mà tôi nói hội nghị lớn thế này tôi nói bao giờ. Tôi không lên nhưng ông ấy bảo không. Hôm nay người ta chủ trương là nghe cái tiếng của đồng chí nữ du khách Hồng Ngân đến phát biểu thế thì lên ý, thì tôi cũng chả biết nói gì nói có mấy câu tôi hứa hẹn thôi thế thì đến lúc đi xuống thì đại tướng võ nguyên giáp mới gọi cô đứng lại cô đứng lại bắt tay bác thì tôi đứng lại đứng lại thì bác bắt tay thì bác bảo rằng là ta chiến thắng đế quốc pháp rồi từ đây cô phát biểu là không được phát biểu là di rút lui mà phải nói là ngừng lời sau đó về thì cái ấn tượng của tôi rất nhớ mà cũng suy nghĩ là bác căn giận mình như thế thì mình phải tự nhiên phải tự rèn luyện mình từ đây đi nói phải nói cho nó đúng là một cái thứ hai là tự bản thân mình phải rèn luyện cho nó tốt những lời bác dạy bà tám luôn khắc cốt ghi tâm và coi đó là động lực để bà luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn vươn lên năm 1968 chồng bà tình nguyện sung phong đi bộ đội và năm 1969 đã hy sinh tại chiến trường miền Nam một mình nuôi bốn con nhỏ nhưng bà vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng phân công là chủ tịch bí thư đảng ủy xã nhiều năm rồi chủ tịch hội phụ nữ huyện châu giang Năm 1998 được nghỉ hưu, bà vẫn nhiệt tình tham gia các phong trào hoạt động ở địa phương. Ở đâu lúc nào, bà cũng gương mẫu và được nhân dân tin yêu. 64 năm tuổi đảng với bà Trương Thị Tám, học tập và làm theo tấm gương bác chính là sống và cống hiến sức mình để góp phần xây dựng quê hương đất nước không chỉ bằng trách nhiệm và bằng tình cảm thiêng liêng đối với bác Hồ Kính Yêu, các địa phương cơ quan đơn vị và nhân dân Hà Nam đã luôn ra sức thi đua để mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, việc học tập và làm theo bác ngày càng lan tỏa rộng khắp tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển. Theo tổng hợp, trung bình mỗi năm có từ 46 đến 48.000 cán bộ đảng viên và hàng chục nghìn người lao động đăng ký học tập và làm theo bác. Nhiều tập thể cá nhân đăng ký rõ nội dung làm theo gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, góp phần thực hiện tốt ba khâu đột phá, chiến lược và ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 19 đã đề ra. Trong giải quyết công việc, cán bộ công chức các cơ quan đơn vị có thái độ chu đáo đúng mực, nhất là việc cải cách thủ tục hành chính, ngày càng đơn giản về hồ sơ thủ tục giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bằng trách nhiệm và tình cảm đối với bác, Đảng bộ chính quyền quân và dân Hà Nam đã và đang ra sức thi đua, tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, dân chủ, ấm no, hạnh phúc. Năm 2017, ngành y tế tỉnh Nam Định phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số ca mắc và chết do bệnh truyền nhiễm phổ biến so với trung bình 5 năm giai đoạn 2012-2016. Theo đó, ngành y tế phấn đấu giảm tỷ lệ mắc dưới 10,5 trên 100.000 dân ở bệnh tay chân miệng, đảm bảo không để dịch lớn xảy ra, không có bệnh nhân tử vong, tỷ lệ mắc bệnh dưới 6 người trên 100 dân ở các bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi. Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để bùng phát lan rộng các bệnh cúm A, H5N1, H7N9, các bệnh truyền nhiễm mới nổi như Zika, Ebola bệnh dại, bệnh tả, đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% ở quy mô xã phường, duy trì kết quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ ngộ độc rượu có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trước tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 2.500 cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, trong đó chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ. Việc kiểm soát tình trạng mua bán sử dụng rượu chứa methadone là điều vô cùng khó khăn, nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu và vùng xa đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh ninh bình đã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu trên địa bàn tại các điểm đến đoàn đã kiểm tra tuyên truyền về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với khâu sản xuất chế biến và bảo quản rượu đồng thời lấy mẫu kiểm tra nhanh định tính cồn công nghiệp đối với các sản phẩm rượu kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chưa phát hiện cơ sở sản xuất rượu pha chế cồn công nghiệp tuy nhiên nhiều cơ sở sản xuất rượu chưa trú trọng đến các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hầu hết người dân đều sản xuất rượu theo phương pháp truyền thống quen tay chứ chưa tuân theo một quy trình quy định nào. Đây là hạn chế cần sớm được các cơ sở sản xuất rượu khắc phục. Còn ở Thái Bình, trong đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh và buôn bán rượu của đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều tồn tại bất cập trong kinh doanh và sử dụng rượu hiện nay. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Theo quy định, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh rượu phải đáp ứng những điều kiện như có giấy phép sản xuất, giấy phép kinh doanh, sản xuất phải có đăng ký chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng qua kiểm tra, các hộ nấu rượu thủ công vẫn còn rất thờ ơ với các quy định bắt buộc này. Nguy cơ ngộ độc rượu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo các chuyên gia y tế, methanol là cồn công nghiệp, được một số người hám lợi sử dụng pha thành rượu gây ngộ độc cho người uống. Nếu ngộ độc rượu bệnh nhân sẽ có dấu hiệu mù mắt, trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc và dẫn đến tử vong nếu không cứu chữa kịp thời. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức sử dụng các sản phẩm rượu an toàn, được kiểm định chất lượng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong những năm gần đây, các hoạt động thể thao quần chúng ở Hải Dương diễn ra sôi nổi, trong đó có môn bóng chuyển hơi. Đây là một bộ môn thể thao dễ chơi, dễ tập luyện nên nhanh chóng thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân ở mọi lứa tuổi. Ban đầu bóng truyền hơi được gây dựng ở Liên Mạc với số lượng thành viên chủ yếu là người cao tuổi, nhưng nhận thấy môn thể thao mới khá thú vị, mang lại nhiều lợi ích và có tính giải trí cao. So với các môn thể thao như bóng bàn cầu lông chỉ chơi được hai người, thì môn bóng truyền hơi với 10 người tham gia đem lại sự gắn kết tính đồng đội. Đến nay, cả 5 trên 5 thôn trên địa bàn xã Liên Mạc đều có sân bóng truyền hơi. Mỗi thôn đều có cả đội nam và nữ để khích lệ phong trào tập luyện môn bóng truyền hơi, ngoài sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành thể thao, cần tổ chức nhiều hơn nữa những cuộc thi đấu, giao lưu bóng chuyển hơi, mở thêm các lớp tập huấn để trang bị kiến thức, luật thi đấu. Bên cạnh đó, việc tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa thể thao, phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân cũng cần được chú trọng hơn để đưa môn bóng chuyển hơi nói riêng và phong trào thể thao quần chúng nói chung ngày càng phát triển. Thời gian qua, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà nam đã phát triển sâu rộng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân qua thực hiện phong trào đời sống nhân dân trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc trong đó phong trào thể thao cũng có nhiều chuyển biến tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới Hà Nam hiện có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, việc các xã hoàn thành hai tiêu chí 6 và 16 với các yêu cầu cụ thể về cơ sở vật chất cùng các hoạt động văn hóa thể thao đã tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thể thao ở cơ sở từng bước phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 600 câu lạc bộ thể dục thể thao với 29,7% số người tham gia tập luyện thường xuyên, trong đó chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần không nhỏ trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển phong trào gắn với quy hoạch và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hầu hết các xã khi đạt chuẩn nông thôn mới đã đầu tư để xây dựng các thiết chế văn hóa thể dục thể thao phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở hiện nay 100% các xã nông thôn mới đã quy hoạch xong diện tích đất để làm sân chơi bãi tập cầu lông, 100% thôn có nhà văn hóa và là nơi sinh hoạt cộng đồng với tổng số 255 sân chơi phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thể dục thể thao của nhân dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự đồng bằng sông Hồng của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.